Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2024 với 3 tháng cực kỳ là may mắn, 3 tháng phát tài phát lộc, được lộc trời chùa, vạn sự như ý, vạn sự may mắn. Tiên tri chính xác 100%, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, bất ngờ đổi vận vàng son, ngồi chơi cũng hốt bạc hốt vàng, tiền bạc thi nhau đổ về nhà trong 3 tháng phát tài năm 2024. Vâng, thưa quý vị thân mến, có những người đeo đầy vàng, ngọc, kim cương nhưng tại sao họ lại vẫn cảm thấy khổ sở với cuộc sống hiện tại? Họ chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon, đêm nào cũng trằn trọc khó yên. Thực ra, mệnh khổ của họ nằm ở trong tâm, nhưng họ đâu có biết. Cũng có những người không dư giả giàu có, nhưng lại rất hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình. Tâm của họ không chứa đựng những phiền muộn nào ở trong cuộc sống cả. Cuộc đời này an nhàn tự tại hay sầu não khổ lo là do tâm ta quyết định. Chính vì vậy mà quý vị hãy đừng nản lòng thoái chí, mà hãy cố gắng nỗ lực từng ngày nhé. Và theo luận giải mới đây nhất cho biết, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 là con giáp được trời Phật thương tình. Trong suốt thời gian qua, quý vị đã vất vả khổ cực. Và khi bước sang năm 2024 tới đây, đặc biệt là nắm chắc được 3 tháng phát tài, thì tuổi Ất Tỵ chắc chắn sẽ đổi vận đổi đời, rũ bỏ sạch những xui rủi trước đây mà thay vào đó là may mắn lên hương. Và làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tiền bạc chất đống, của cải phù phê, khiến cho ai ai cũng phải thầm ghen tị với bản mệnh. Vậy, vận trình tử vi chi tiết như thế nào? Quý vị hãy cùng theo dõi nhé! Lá số luận giải về tử vi Ất Tỵ, sinh năm 1965, tháng phát tài năm 2024, sẽ có những phần chính sau đây. 1. Đánh giá tổng quan lá số của tuổi Ất Tỵ 1965 năm 2024. 2. Tử vi chi tiết tháng phát tài năm 2024 của tuổi Ất Tỵ 1965. 3. Cách hóa giải vận hạn để gia tăng thêm may mắn cát lành cho tuổi Ất Tỵ. 4. Những chia sẻ ý nghĩa của đạo Phật đến cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết. Đầu tiên là đánh giá tổng quan về lá số tử vi của tuổi Ất Tỵ 1965 năm 2024, tử vi về năm 2024, thời gian xem tử vi 2024 là bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 28 tháng 1 năm 2025 dương lịch, can chi giáp thìn, con giáp, năm con rồng, ngũ hành, phúc đăng hỏa, tức lửa đèn dầu. Ý nghĩa biểu tượng của rồng, quan niệm người phương Đông rất coi trọng hình tượng rồng, bởi đây là linh vật mạnh mẽ, cao quý, mang ý nghĩa về sự cát lành thịnh vượng. Theo đó, năm rồng báo hiệu nhiều may mắn thăng tiến và thậm chí là bùng nổ. Ở nhiều phương diện cuộc sống, đây là cơ hội tốt cho những ai thực sự nỗ lực nắm bắt để tạo ra bước đột phá mới trong đời. Những người tuổi Ất Tỵ 1965 khi bước sang năm 2024 giáp thìn, chịu ảnh hưởng của phạm hại thái tuế, nên vận trình trong năm gặp rất nhiều điều khó khăn và trở ngại. Vào năm 2024 Ất Tỵ, có bố cục thiên khắc địa sinh, có nghĩa là thiên can giáp mộc tương sinh cho thiên can quý thủy, địa chi thìn tỵ có sự thương hại lẫn nhau. So với năm 2023 quý mão, còn có những điểm thuận lợi. Thế nhưng khi bước sang năm 2024, thì con giáp này thực sự phải đón nhận với rất nhiều hung hiểm. Hung vận gia tăng ảnh hưởng do con giáp này phải đối mặt với đồng thời cục diện hại thái tuế và tam tai bước vào năm giữa, khó khăn, áp lực, thách thức là tất cả những gì mà Ất Tỵ 1965 không thể tránh được. Đây là năm hầu hết các kế hoạch cũ mới của Ất Tỵ đều vấp phải cản trở nhất định, nguyên nhân tới từ cả khách quan lẫn chủ quan. Lá số tử vi của Ất Tỵ 1965 năm 2024 như sau: Ất Tỵ xuất huyệt chi xà, rắn rời hang, âm mạng, tuổi âm 60 tuổi,
sinh từ mùng 02 tháng 02 năm 1965 đến 20 tháng 1 năm 1966, ngũ hành bản mệnh là Phúc Đăng Hỏa, tức là lửa đèn nhỏ, cung phi cấn, tương xương, xương con rắn, tướng tinh con trùng. Về thiên can Ất là ngũ hành mộc, gặp thiên can Giáp ngũ hành mộc, mối quan hệ bình hòa, người tuổi này trong năm Giáp Thìn tiền bạc gặp nhiều cơ hội để kiếm ra, nhưng cũng chỉ đủ để chi tiêu. Luận tử vi Ất Tỵ 2024 thấy công việc duy trì ở mức bình thường, bên cạnh đó thì thiên can năm ngũ hành mộc và thiên can tuổi ngũ hành mộc mang ý nghĩa về tính toán, công việc được người thân giúp đỡ và xuất hành đi xa cũng được lợi. Về địa chi, người tuổi này có địa chi là Tỵ, gặp 2024 có địa chi Thìn là quan hệ bình hòa. Năm 2024 người tuổi này chủ về việc duy trì ổn định như trước và không thay đổi. Về gia đạo có tin vui đưa tới, ngoài ra thì khi xét mối quan hệ ngũ hành của địa chi tuổi này cũng tương sinh cho ngũ hành của địa chi của năm, do vậy, chủ mệnh trong năm sẽ có những tính toán. Còn về công việc như xuất hiện dự định thay đổi liên quan đến công việc hiện tại. Về ngũ hành, người sinh năm này, ngũ hành bản mệnh là hỏa, năm 2024 ngũ hành là hỏa, có quan hệ tương hợp, tốt, trong năm 2024 đối với người tuổi này chủ về thuận lợi, nhiều cơ hội mở mang phát triển, mối quan hệ liên kết với công việc, cùng với đó sức khỏe của người bản mệnh hỏa trong năm cũng tương đối tốt. Với những dự định đang có mục tiêu tiến hành năm này thì nên thực hiện, ngoài ra về cơ hội kiếm tiền kiếm bạc thì những tháng giữa năm vô cùng thuận lợi. Về cung phi, nam mạng, cung phi của người sinh năm này thuộc Cấn Thổ, gặp năm Giáp Thìn, cung phi năm thuộc Chấn Mộc là lục khí sát. Đối với những người cung phi Cấn thì năm Giáp Thìn không được lợi về chuyện tình cảm, thị phi dẫn tới kiện tụng nên cần phải cẩn thận. Xem tử vi Ất Tỵ 2024, nam mạng, thấy công việc làm ăn buôn bán không được như ý, có thể bị người khác phá hoại. Quan hệ ngũ hành thổ cung phi của tuổi, ngũ hành mộc cung phi năm là tương khắc, dẫn tới Cấn Thổ phải suy nghĩ nhiều chuyện, khó khăn trong công việc. Nữ mạng, những người tuổi cung phi đoài, ngũ hành kim 2024, Giáp Thìn, cung phi chấn ngũ hành mộc, tương ứng với khí tuyệt mệnh. Dự báo xấu về những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của người này, làm ăn hay kinh doanh khó giải quyết được công việc và tình cảm cũng là một vấn đề cần phải lưu tâm. Xét về quan hệ ngũ hành cung phi tuổi này với năm Giáp Thìn tương khắc, dẫn tới nếu mà dự định mở mang công việc trong năm thì không nên tiến hành. Chi tiết 4 phương diện cuộc sống như sau. Về sự nghiệp, tử vi Ất Tỵ 1965, năm 2024, ở phương diện sự nghiệp khá tốt và bình yên bởi bố cục thương quan thiên sinh tài, vốn là bố cục cát lợi, nhưng mà vì bản mệnh đã ở vào độ tuổi nghỉ ngơi, nên cũng không có điều gì thay đổi quá mạnh mẽ, cơ hội phát triển công việc mới khá nhiều, nhưng bạn vẫn an phận, tận hưởng niềm vui ở hiện tại thì hơn. Về tài lộc, tử vi Ất Tỵ 2024, về mặt trí thông minh lanh lợi, năm nay thì Giáp Thìn có vẻ khá may mắn về chuyện tiền bạc, bạn có một số khoản cho vay đi, hoặc là đầu tư từ lâu nay mới thu hoạch về. Đây là bố cục sẽ có lợi ích nho nhỏ hàng ngày, tuy nhiên, vận trình tương hại, nên bạn có thể sẽ phải bỏ tiền ra để giúp đỡ anh em bạn bè, vì người thân liên lụy mà mất tiền. Về gia đạo, tử vi của Ất Tỵ nhận định về tình cảm lại không được may mắn, bố cục thương quan thiên sinh tài, lại gặp Ất Tỵ tương hại Giáp Thìn, nên có điểm báo gặp đào hoa xấu. Bởi quan hệ xã giao vượng, nên là bạn có nhiều những cơ hội gặp gỡ bạn bè và những người thân quen, đôi khi do quá thân mật hoặc là cư xử không đúng mực mà tự mình gây họa. Tình cảm, người có gia đình xuất hiện hoặc người thứ ba quấy nhiễu. Về sức khỏe, tử vi Ất Tỵ năm 2024 cho biết, mặt sức khỏe của Ất Tỵ 1965 năm 2024 sẽ lưu ý quan hệ tương hại, có điểm về bệnh tật liên quan đến chân tay và phần eo của bạn, vì bản thân có điểm nảy sinh mâu thuẫn tranh đấu mà bị hãm hại. Xấu là thương tật tay chân và phần lưng và eo trong năm, do đó thì khi bê vật nặng hoặc là xoay người quá đà thì sẽ gặp tổn thương. Sau khi luận giải về lá số tử vi của những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 năm 2024 tiết lộ rằng, trong vận trình 12 tháng âm lịch của năm thì sẽ có 3 tháng là thời điểm vàng son, thịnh vượng, phú quý nhất để con giáp này đổi đời phất mạnh. Vậy đó là 3 tháng nào? Chi tiết tử vi từng tháng ra sao hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi tiếp nhé! Tháng 1 âm lịch, tiền bạc dồi dào, hứa hẹn một năm rực rỡ. Tử vi tháng 1 năm 2024, Ất Tỵ âm lịch cho thấy rằng tài lộc đang nở rộ và công sức của bản mệnh bao lâu nay cũng đã đến lúc gặt hái được thành quả. Tuy nhiên, Ất Tỵ cũng hãy nhớ cân đối việc tiết kiệm và chi tiêu cho hợp lý, đừng tiêu xài hoang phí.
vận trình công danh sự nghiệp của con giáp Ất Tỵ lúc này cũng đã được trở nên hanh thông, thuận lợi hơn trước, không có gì phải lo lắng quá nhiều. Bản mệnh thể hiện là người có tầm nhìn tốt và cho thấy sự trách nhiệm của mình trong công việc, bạn làm tốt những nhiệm vụ được giao trong thời gian ngắn. Hiệu quả công việc được nâng lên rất nhiều, chỉ có điều bạn có phần tự mãn, không phải ai cũng ưa thích hay là yêu mến. Người tuổi Ất Tỵ nên hành xử khiêm tốn và khéo léo hơn nếu không muốn vướng vào thị phi, nơi công sở việc có những ý kiến bất đồng xảy ra là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng trong lúc tranh luận, bạn nên lắng nghe thật kỹ rồi mới phản hồi, vì thế hãy trò chuyện một cách văn minh và không nên ngắt lời khi mà họ đang bày tỏ quan điểm này. Tử vi tháng 1 năm 2024 Ất Tỵ âm lịch, thực thần mang tới tin vui tài lộc cho bản mệnh, có thể nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đối tác mà kiếm được tiền. Có thể bạn không có chủ đích, nhưng mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên, giúp bạn có thể tận dụng cơ hội tốt này để gia tăng thu nhập cho mình. Không ít người để dành ra một khoản tiết kiệm và đầu tư cho tương lai. Có rất nhiều lời dụ dỗ hay ho xuất hiện khi mà bạn có nhiều tiền, nhưng hãy luôn nhớ là nâng cao cảnh giác, cẩn thận, kẻo bị mất tiền oan chỉ vì cả tin nhé. Ngoài ra thì bạn có thể tán lộc cho mọi người như là làm từ thiện, một khoản vừa phải. Hoặc bạn cũng có thể mời những người thân đi ăn tối trong tháng này, cách cư xử hào phóng sẽ giúp bạn cải thiện tài vận của mình đấy nhé. Bát Bạch bay về phương Đông Nam, dự báo có nhiều chuyện vui, nhất là về đường tình duyên, có thể sẽ gặp được người mình thầm thương trộm nhớ. Hứa hẹn người độc thân thì sẽ sớm có đôi trong thời gian tới. Không những thế, trong những ngày đầu năm mới này thì có những cặp đôi bàn chuyện cưới hỏi hoặc là đón tin vui bầu bí. Tuy nhiên thì cũng có những cặp vợ chồng có vẻ như lơ là việc chăm sóc tình cảm. Có thể bạn sống nội tâm và giàu tình cảm, nhưng đôi khi khó hiểu được cảm xúc của người khác khi có xung đột. Nếu có việc gì cần sự giúp đỡ từ người bạn đời thì cũng nên nói ra, thay vì cứ trách cứ thì nên ngồi lại trò chuyện với nhau nhiều hơn thì các khúc mắc mới có thể tháo gỡ được. Nhiều buổi ăn uống tụ tập với người thân bạn bè khiến cho bạn ăn không đúng bữa. Việc này ảnh hưởng không nhỏ tới các vấn đề liên quan tới dạ dày. Thời gian này khi ăn uống, con giáp Ất Tỵ nên lưu ý chọn đồ có ít tính axit hơn. Nếu không thì bạn sẽ cảm thấy không khỏe do axit dạ dày quá nhiều. Sau bữa ăn khoảng 30 phút thì bạn có thể đi bộ giúp tiêu hóa tốt hơn. Thời tiết hiện tại không hề tốt cho những ai đang có bệnh nền. Do đó thì bản mệnh đừng chủ quan. Nếu có dấu hiệu ốm thì phải tìm cách chữa trị sớm, nhất là cảm lạnh, không được chủ quan. Về tháng 6 âm lịch, nhiều sự tăng tiến và tài lộc bội thu. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch cho thấy, tháng này được dự báo là thời điểm vận khí của bản mệnh có nhiều sự tăng tiến, hứa hẹn có nhiều tin vui tìm tới cửa. Nhìn chung thì mọi việc bắt đầu đi vào guồng, đòi hỏi bạn cần có sự tập trung để phát huy ở mức cao nhất. Người Ất Tỵ có vận trình được cải thiện, cục diện tam hội thái tuế, kết hợp với nguyệt lệnh lâm đế vượng che chở, công việc tiến triển thuận lợi. Sự nghiệp gặt hái không ít thành công lớn, mang về cả danh tiếng và tiền bạc, các kế hoạch dù là lớn, mới tiến hành, hay là tái khởi động, cũng đều diễn ra trôi chảy, bạn không cần phải vất vả quá, nhưng mà vẫn có thể đạt được kết quả mà mình mong muốn. Nhìn chung thì mọi việc bắt đầu đi vào guồng, đòi hỏi bạn cần phải có sự tập trung để phát triển ở mức cao nhất. Sức sáng tạo của bản mệnh cũng được dịp thể hiện, đưa ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc và được đánh giá rất cao. Dù đôi khi bạn vẫn có những ý tưởng bốc đồng, song không thể phủ nhận tính đóng góp và nhiệt huyết của con giáp này. Tuổi Ất Tỵ hãy cố gắng và nỗ lực thật nhiều để chớp lấy thời cơ thăng tiến trong tháng 6 này. Có như vậy thì vận xui phải chịu trong năm phạm thái tuế có thể giảm bớt đi phần nào. Thời điểm này, bản mệnh cứ kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Dù là người đang công tác ở trong cơ quan nhà nước hay là doanh nghiệp tư nhân thì đều có cơ hội như nhau, miễn là bản thân có sự nỗ lực và cầu tiến. Giai đoạn quan trọng như thế này, đừng bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp mà mình đang may mắn sở hữu nhé. Do công việc thuận lợi nên tài lộc cũng theo đó mà khởi sắc theo, các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ, người buôn bán kinh doanh sẽ rất bận rộn vì ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mở rộng quy mô sản xuất và thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Tất nhiên là áp lực là thứ không thể thiếu, chẳng có con đường nào dẫn tới thành công trải toàn hoa hồng, song con giáp này dám chấp nhận thử thách để có được thứ mà mình mong muốn. Sự xuất hiện của dịch mã động tinh thôi thúc bản mệnh xông xáo chủ động tiên phong trong mọi việc. Điều đó đồng nghĩa là những chú rắn sẽ có một tháng bận rộn, nhưng bù lại có nhiều cơ hội khẳng định tài năng, sự nghiệp phát triển. Hơn nữa, con giáp này có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, làm gì cũng chu toàn, nên vận quý nhân khá vượng, sao hữu bật xuất hiện. Bạn hễ dự tính làm gì thì sẽ thực hiện bằng được, tỷ lệ thành công cao, được cấp trên tin tưởng và giao nhiều trọng trách.
Tử vi tháng 6 năm 2024, tuổi Ất Tỵ âm lịch cho thấy công việc thuận nên tài lộc của bản mệnh có nhiều khởi sắc, theo đó thu nhập chính có dấu hiệu tăng tiến. Khi mà các khoản lương thưởng được điều chỉnh, ngoài ra thì bản mệnh còn có nguồn thu nhập phụ, kinh doanh buôn bán đều có tin vui báo về, các mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ. Người buôn bán kinh doanh sẽ rất bận rộn vì ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mở rộng quy mô sản xuất, thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Tháng này có sự ảnh hưởng của dịch mã động tinh, đồng nghĩa là bản mệnh tất bật vất vả trong sự nghiệp cũng như là công cuộc làm giàu. Nhưng bù lại thì tài lộc càng vượng, chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định, kiếm tiền được nhiều và nhanh hơn. Có điều trong tháng có họa phá tài, kiếp tài hung thần báo hiệu, con giáp này phải chi tiêu khá nhiều tiền bạc, không phải cho chi phí sinh hoạt, thì cũng là những chuyện bất ngờ phát sinh. May mắn là các khoản thu nhập chính phủ ổn định nên bạn có thể trang trải cuộc sống ổn thỏa. Song vẫn nên có kế hoạch quản lý tài chính hợp lý, cho vay mượn cần đúng người, đúng việc, chớ nên vì nhẹ dạ mà cả tin, đưa tiền cho những người không xứng đáng. Những người làm kinh doanh cũng nên lưu ý tiến hành mọi thứ theo kế hoạch, thận trọng từng bước một, chứ không nhanh nhảu, ảo đoảng mà phải nhận cái kết đáng. Tháng tam hội mang về nhiều tin vui về đường tình duyên của con giáp này, mối quan hệ đôi lứa ngày càng thăng hoa, gia đình vợ chồng hạnh phúc, mọi nút thắt đều được mở ra, khiến cho tâm tư tuổi này thoải mái, làm gì cũng thấy vui vẻ và thuận lợi hơn. Các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu, sẽ đi đến quyết định mới về mối quan hệ của mình, trải qua nhiều thử thách. Cả hai đều khá chắc chắn về tình cảm của bản thân, có thể xem xét để ra mắt hai bên gia đình và dần tính tới chuyện trong tương lai. Đặc biệt, nguyệt lệnh lâm đất đế vượng sẽ mang về may mắn cho các cặp vợ chồng đang chờ đón tin vui bầu bí. Tháng này nguyệt lệnh lâm đế vượng ở Ất Tỵ, lại thêm ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành tháng, giúp cho tinh thần Ất Tỵ phơi phới, thể chất ổn định, hầu như không phải lo lắng điều gì cả, trạng thái tinh thần phấn chấn. Cũng rất tốt cho những người mới ốm dậy hoặc là mới tiến hành phẫu thuật, sẽ phục hồi nhanh chóng cơ thể khỏe mạnh, chẳng mấy chốc mà sẽ quay lại với nếp sinh hoạt thường nhật. Dù bạn vẫn hết sức chú ý tới các sự xuất hiện của dịch mã động tinh, báo hiệu sự tất bật mất và không báo trước, bạn nên chú ý cân bằng thời gian nghỉ ngơi và làm việc, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ để luôn đảm bảo thể trạng tốt nhất. Tháng 12 âm lịch có may mắn kể bên, nhiều bước tiến rõ ràng. Theo tử vi tháng 12 năm 2024, tuổi Ất Tỵ âm lịch được tam hợp và nhiều các tinh hậu thuẫn, mọi việc Ất Tỵ trong tháng chạp này đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Thần may mắn đang đứng về phía bạn nên con giáp này nhìn thấy nhiều cơ hội phát triển về phía của bản thân. Theo tử vi tháng, tuổi Ất Tỵ vừa được tam hợp thái tuế che chở, lại thêm nguyệt lệnh lâm thai hỗ trợ như hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp có bước tiến vượt bậc cũng là điều dễ hiểu. Vận trình công việc trong cả tháng được đánh giá là đầu xuôi đuôi lọt, thần may mắn đang đứng về phía bạn nên con giáp này được nhìn thấy nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới, các kế hoạch cũ mới đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Ngay từ những ngày đầu tháng chạp, bản mệnh đã có thể được trao khá nhiều trọng trách, cũng là cơ hội để phát huy thế mạnh và chứng tỏ sự nhạy bén của mình. Bất cứ cơ hội nào đến cũng khó lòng thoát khỏi được bàn tay của con giáp này. Thêm vào đó, Ất Tỵ còn có quý nhân giúp sức, được dìu dắt và chỉ lối dẫn đường, có ưu thế nổi trội. Dù vậy, bạn cũng nên nhận sự giúp đỡ đó một cách kín đáo và giữ một thái độ khiêm tốn để không ngừng thể hiện mình có năng lực, nên xứng đáng được như vậy, có thế mới tránh được những thị phi không đáng có. Bên cạnh đó, thì cát khí cũng tạo điều kiện cho Ất Tỵ chăm chút các mối quan hệ xã giao, tìm kiếm thêm những sự hậu thuẫn đa dạng khác nhau. Sự khéo léo cộng với tinh thần đồng lòng, đồng sức trong văn phòng càng khiến con đường tiến thân của bạn thêm rộng mở. Bạn nhận ra rằng mình càng chủ động và linh hoạt bao nhiêu thì cơ hội đạt được thành công lại càng dễ đến bấy nhiêu. Điều này sẽ mang đến cho bạn rất nhiều động lực và những thành công đạt được ngay từ bước đi đầu là tín hiệu tốt lành cho thấy bạn đang đi đúng đường, đúng hướng. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng và tụ tập vào dịp cuối năm, vì thế thì cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Nhìn chung trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn, chắc chắn khối lượng công việc cần phải gánh vác xử lý sẽ tăng, khiến cho việc Ất Tỵ cảm nhận sự bận rộn trở nên rõ rệt hơn. Đổi lại chính điều này, mang tới không gian thăng tiến rộng mở, việc gì cũng có giá của nó, bởi thế chớ vội than phiền khi nhiều việc đến tay. Xét về tài lộc, đây cũng là một tháng mà tài khí của Ất Tỵ tăng cao ngút ngàn. Bên cạnh sự nghiệp, tài lộc của bản mệnh trong tháng khá sáng, tài tinh liên tục gia tăng, giúp độ trì tiền bạc kiếm về túi chẳng lúc nào mà dứt.
người làm công việc cố định trong tháng này có mức thưởng cao và các nguồn thu nhập chính phụ đều được cải thiện, công việc suôn sẻ thì tất nhiên sẽ kéo theo tài chính dư giả. Nhất là chính tài cho thấy những biểu hiện xuất sắc của bạn sẽ giúp dòng tiền thêm rộng mở, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định về sau. Tam hợp cục giúp việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi, các hạng mục đầu tư với đối tác đều diễn ra ổn thỏa, lợi nhuận thu về rất khả quan, cũng nhờ tháng cận Tết nên tình hình kinh doanh buôn bán rất tốt, đơn hàng tới tấp. Nhân đà này, bạn nên tính toán cho những bước xa hơn sau Tết, quan sát để nắm được xu thế phát triển cùng nhu cầu thị trường. Từ đó thì nhập hàng có định hướng rõ ràng hơn, bạn nên làm mọi thứ có chừng mực nhất định, chớ nên tiến hành ồ ạt, kẻo dẫn tới tình trạng hàng Tết tồn kho, ra Tết khó xử lý. Nhìn chung thì bạn không có gì phải lo lắng về tài chính cả, cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Dù kế hoạch mua sắm Tết Nguyên đán khiến cho bạn tốn một khoản tiền không nhỏ, nhưng con giáp này đã sớm có kế hoạch rõ ràng cho từng việc nên không cần phải lo lắng. Ngoài ra thì bạn cũng nên sắp xếp và đòi những khoản nợ cũ trước đó, với cát khí đang vượng, khả năng thu hồi tiền nợ cũ về tới cũng sẽ cao hơn. Nếu có thể kết thúc ngay trong năm cũ thì chớ nên dây dưa sang năm mới, làm gì mọi chuyện sẽ rất khó nói trước. Đây là tháng có bán hợp che chở, nên đường tình duyên của Ất Tỵ có đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đong đầy cho cả người độc thân lẫn người đã có đôi có cặp. Cát thần giúp làm tăng sức hút và tạo nhiều mối nhân duyên bất ngờ, sẽ rất có lợi cho người độc thân sớm tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp. Tin vui là bạn có thể phát triển mối quan hệ đặc biệt với những bạn bè hay đồng nghiệp tiếp xúc hàng ngày, những cảm xúc mới lạ đôi bên trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Trong khi đó thì người đã có đôi hay các cặp vợ chồng cũng hàn gắn những rạn nứt nhanh chóng, gìn giữ hòa khí gia đình. Gia đạo trong ấm ngoài êm, dù có phát sinh xung đột thì cũng sớm được hóa giải, các thành viên sum vầy chuẩn bị đón Tết. Vào cuối tháng, không khí đón Tết càng khiến cho mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau vun vén và trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới an lành. Về sức khỏe, trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn này thì bản mệnh có thể trạng tốt, hầu như là không mắc bệnh tật nghiêm trọng nào. Tuy nhiên do sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh là điềm báo có thể xảy ra thương tật hoặc là họa huyết quang, do đó thì Ất Tỵ cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe, không lái xe khi uống rượu bia thì không sử dụng chất kích thích khác. Thời điểm cuối năm sẽ diễn ra khá nhiều buổi tụ tập, ăn uống liên hoan, bạn cũng nên hạn chế đồ uống có cồn và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ để tránh gia tăng gánh nặng cho gan. Tổng kết 2024 không phải là một năm có nhiều khó khăn và biến động với người tuổi Ất Tỵ, mặc dù vẫn chịu tác động của tam tai và một vài cục diện xấu, đương số sẽ phải tất bật với những kế hoạch hay mục tiêu đã đề ra trước đó, sẽ vấp phải không ít trở lực trên con đường đi tới thành công, nhưng một khi đã hạ quyết tâm, tuổi Ất Tỵ ắt sẽ đạt được thành quả như mong muốn. Dưới đây là cách hóa giải vận xui 2024 cho Ất Tỵ ở từng phương diện. Về công việc, bản mệnh nên chú trọng bồi dưỡng năng lực bản thân cũng như là cân bằng cảm xúc. Chỉ khi nào bạn tỉnh táo và chủ động nắm bắt thì cơ hội thực sự tốt mới xuất hiện, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, kẻo sẽ vướng phải thị phi. Về tiền bạc, thận trọng với các giao dịch tiền bạc, không nên ủy thác người ngoài mà tự mình tiến hành, tránh bị lừa đảo. Về tình cảm, chỉ nên kiềm chế cảm xúc, đương số mới tránh được xung đột trong tình cảm, nên dành nhiều thời gian bên gia đình, bạn bè, những lúc nguy khó thì có người bầu bạn, sẽ cảm thấy bớt áp lực hơn là một mình chống đỡ. Về sức khỏe thì tâm bệnh sinh ra thể bệnh, vì thế phải chú trọng vấn đề về tinh thần hơn tất cả, chỉ có như vậy thì bệnh tật mới không dồn dập kéo đến. Ngoài ra thì bạn nên tiếp xúc thiên nhiên nhiều hơn và tập phơi nắng, đi leo núi và tắm suối an toàn để hấp thụ được nguồn năng lượng tích cực tốt cho điều trị tâm bệnh. Làm việc thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh, mang theo một vài vật phẩm phong thủy trợ mệnh hoặc là chú trọng cúng sao giải hạn đầu năm, là những việc mà những chú rắn có thể làm trong phạm vi của mình để tăng cường cát khí, giúp cho bản thân dễ dàng gặp hung hóa cát, biến thách thức thành cơ hội, vươn tới cuộc sống đáng mơ ước. Quý vị thân mến, sống ở đời đừng bao giờ coi thường người khác, có câu nói rằng làm người chừa lại một lối đi, ngày sau còn dễ gặp mặt trở lại. Một chút đường lui là bậc thềm cho tương lai, làm người điềm đạm sống thật tâm mình, vạn sự trên đời đều luân chuyển đổi thay. Người xưa nói, 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây, thủy triều dâng lên rồi lặn xuống. Hôm nay bạn có thể hưởng vinh hoa phú quý, biết đâu được ngày mai chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Sống trên đời, gặp người có tiền, đừng ghen tị, gặp người nghèo đói, đừng cười chê, gặp người thiện lương, đừng bắt nạt,
gặp người đáng thương hãy giúp đỡ, gặp người trung thành nghĩa khí, hãy ra tay bảo vệ. Người ở trên núi đừng coi thường người ở dưới núi, bởi sẽ có một ngày ai đó sẽ thay thế bạn. Người khiêm tốn kính nể người khác, luôn thu phục được lòng người. Xét cho cùng, chân thành chính là điều quan trọng nhất, là cái gốc để làm người. Nếu bạn có một gia tài đồ sộ, đừng khinh thường người xin xỏ bạn. Cũng đừng coi thường người sống ở nhà ngói đơn sơ. Nếu bạn có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, xin đừng coi thường những người đã ly hôn. Cũng đừng khinh thường những người bất hạnh trong hôn nhân, càng không nên đào bới vết thương của người khác, bởi mỗi người chúng ta đều có một sự lựa chọn của riêng mình. Nếu mỗi ngày bạn đều ăn thịt cá thịnh soạn, đừng tỏ vẻ khinh thường món lẩu cay bên đường, cũng không nên cứ thấy sơn hào hải vị là chạy ngay đến. Con người sống trên đời, không nên toan tính thiệt hơn, bởi có nhiều lúc bản thân chịu thiệt thòi, lại chính là phúc. Nếu như cha mẹ bạn còn sống khỏe mạnh, con gái, trai xinh, gái đẹp đủ đầy, thì xin hãy quan tâm nhiều hơn những đứa trẻ không có cha mẹ bên cạnh. Thông cảm nhiều hơn với những người già không có ai chăm sóc, mỗi một trái tim đều có một người thương nhớ bận lòng. Phía sau mỗi một người đều có vô vàn những xót xa không thể đếm hết, người vô gia cư ăn mặc rách rưới và người công nhân ngồi xổm bên đường ăn cơm hộp. Một số người chỉ dám bày hàng ra bán trên cầu vượt đi bộ khi đêm xuống, có nhiều người dùng ánh mắt khinh thường đổ dồn về phía họ, còn có những người đi đường thì tránh né họ. Nhưng mà bạn không biết rằng những con người đang vất vả mưu sinh ấy, dẫu trên vai là những gánh nặng nhọc nhằn, nhưng mà họ vẫn cố gắng tồn tại gian nan trong thành phố này và có thể một ngày nào đó, họ cũng sẽ tỏa sáng lung linh, những người dân bình thường vất vả mưu sinh, dùng mồ hôi nước mắt khó nhọc để đổi lấy hạnh phúc thuộc về mình, họ nhỏ bé nhưng cũng lại rất to lớn, họ lan tỏa sức sống tuổi trẻ cho thành phố này. Mỗi người họ, dẫu không có sự sáng lạng tươi đẹp của vẻ bề ngoài, nhưng trong lòng họ đều có người nhà để yêu thương chăm sóc. Đằng sau sự nỗ lực nhọc nhằn, đều từng có những nỗi đau dai dẳng và bất lực. Làm người đừng bao giờ khinh thường người khác. Người không yêu bạn, cũng không có quyền đánh giá bạn, cũng không nên đi đến đâu, đều tỏ thái độ vinh vang đắc ý,